Đời cần gì lo âu, cãi nhau thêm sầu mình được chi đâu. Giúp nhau cho từ giây về mai sau thêm yêu dấu. Dù rằng ngày hôm qua cãi nhau hàng xóm, người trẻ người lớn, mấy mươi năm trời từ tay xa ta sao nhây quá. Mỗi sáng cứ bước ra bước vô bước tới bước lui bước qua bước lại, rồi thấy tình bên lắm lúc khó khăn nhiều khi nó cũng đang quăng quại. Thôi thì giúp nhau trong lúc nỗi đau tiền tài nó vẫn chưa dừng lại, nhắc nhở cho nhau đi qua cơn bi cực rồi sẽ tới hồi thái lai. Yêu đi xin người nào cùng nhau để giúp nhau lúc đau đớn. Ngoại hả? Ngoại kêu con với anh Phát ra có chuyện gì không? Tất nhiên là có mới kêu chứ. Nè à, mẹ con có nói gì cái chuyện mà mẹ con có thuê thêm một cái phòng trục của nhà thằng Tín không hả? Ừ, con không biết. Ê, mà chi vậy ngoại? Mà thằng Tín nó đi đâu ngoại? Anh mới đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài hả? Thuê cho bạn con ở. Bạn con? Ừ, bạn rất thân. Bạn thân ai vậy ngoại? Thì mà bạn ở bển. Ê, nó vượt. Để con ra bà cửa. Ê, khoan khoan. Ngồi đi, ngồi im ra nha. Mới động xúc, mới bất ngờ. Ai, chào chút xíu. Bạn thân nào? Em có biết đâu. Trai hay gái? Đã nói tao không biết trai gái gì. Bạn thân mà không biết. Dù gì nói mà không biết lại không biết. Đây. Happy. Hưng baby. Trời ơi. Trời ơi, coi coi. Ừ? Nè, khai thiệt với tôi đi nghe. Mấy người có sửa sang gì không? Mà càng ngày càng đẹp trai vậy. Thậm chí là đẹp trai hơn hồi xưa nhiều lắm luôn á. Nè, nói cho cô biết ha. Cái này là mặt tự nhiên, chứ không phải là mặt nhân tạo đâu nha. Ê, làm gì mà tự nhiên hai người nựng nhau vậy? Làm gì là làm gì? Đây là bạn thân của em. Thân? Thân lắm. Nó thân từ hồi còn nhỏ lắm. Tụi bé còn nhỏ tụi bé đâu có biết. Từ cái thời mà hai đứa tắm mưa mà ở trường. Hả? Chưa đâu. Nghe nè, hồi nhỏ nhàng này có cái giọng ha, mát vô cùng. Thành ra cứ sáng chạy, con qua bên này nha ngoại. Cái đứa chạy qua nó ngủ chung. Ngoại làm gì con? Có ngoại này. Không nhớ, nhỏ xíu, sơn cãi ngoại. Cái gì? Thôi, anh đừng nghe. Ngoại chọc anh á. Chọc đâu, nó thiệt mà. Giới thiệu với anh, đây là Hưng, bạn thân của em, du học sinh ở bên Mỹ. Trong một buổi tiệc party cuối năm, em đã thấy một nam thần đứng ở trên sân khấu hát một bài hát. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Kể từ giây phút đó, Hạnh đã đem lòng thần tượng một ca sĩ học sinh tỏa sáng ở trên sân khấu. Và khi phát hiện được câu nói I love you từ giữa đám đông của cô gái nhỏ này á, thì bỗng nhiên chàng ca sĩ đó quên đi lời bài hát. Lỗi là tại cô gái nhỏ này đó nha. Và chúng ta bắt đầu tình bạn từ lúc ấy. Từ lúc ấy là từ lúc nào? Lại lại nhà này. Đau. Ừ dạ, ông cho rồi anh nè. Uống rượu gặp ấy, uống vậy bình thường. Ê, cứ mỏ anh nè. Lại. Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Bây giờ anh cũng như tôi mà còn bị đặt hỏi hả? À, giờ thì tôi đã hiểu tại sao lúc đó anh lén đến đón bà ngoại của Hạnh đi. Nói gì thì nói,
Bây giờ đối thủ mạnh như vậy đã xuất hiện rồi đó, tụi mình đấu đá với nhau có lợi ích gì không? Chi bằng kết hợp với nhau tiêu diệt đối thủ. Anh cũng âm mưu dữ ha. Người ta mới xuất hiện có mấy ngày mà anh đã đòi lập liên minh rồi. Vậy bây giờ anh có tham gia không? Có. Ok. Sau khi tiêu diệt đối thủ, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Ok. Nhưng mà anh đã có kế hoạch nào chưa? Ủa, sao? Hay đó, có ôm không? Không biết. Sao tập trung như vậy? Chạy nhanh quá sao thấy? Trời ơi, dở quẹo hướng nào rồi? Ai biết. Sao tập trung như vậy? Chạy nhanh quá sao mà thấy? Trời ơi. Rồi giờ sao? Rượt theo. Mà khoan, biết chạy hướng nào không? Hả vui. Ơi. Sao rồi, sao rồi? Ngon lành luôn. Quay là chuẩn 4K luôn. Chỉ cần mà nó thả dê một cái thôi là Hạnh sẽ biết ngay. Mình mời Hạnh vô rạp, clip này đẹp chiếu rạp luôn cho nó rõ. Rồi á. Có cái gì vui mà cười quá vậy? À, kể cho tôi nghe chứ. À, có thích vui không? Vui, tôi thích vui lắm. Vui, thích vui phải không? Thích, hồi nãy tới đây thấy anh cười quá vui luôn á. Chuyện gì vậy kể nghe chứ. Thích vui là được rồi. Trời ơi, tôi thích vui lắm. Thích đúng không? Người ham vui, chỗ nào có vui là có tôi. Ok, lát sẽ có chuyện vui cho anh. Nhưng mà nói nghe nè, mình là đàn ông, lát thấy chuyện vui mình phải bung xỏa, chứ đừng có kèm nén nha. Từ bữa về Việt Nam tới giờ chưa có cái gì vui hết. Bữa nay mà có chuyện vui là bung hết đốc luôn. Đúng rồi, mình phải bung nè, không phải bung, bung nó mới vui. Bung mới vui chứ. Phải vậy, đúng. Phải vậy. Vui tới bến luôn. Mà chuyện gì vui, chuyện gì vui. Lát biết. Bị gì vậy? Ủa, sao vậy, sao vậy? Chắc nãy giờ cười quá, gió vô bụng đau bụng quá. Vui gì, bớt bớt thôi. Không phải, hồi sáng hình như ăn cái gì đau bụng nè, đúng không? Mình ăn sáng chung mà đúng không? Ủa, sao vậy? Hai người bị sao vậy? Anh không bị luôn hả? Đau bụng quá. Ê, có sao không? Người ta bị ngộ độc thực phẩm đó. Anh ngồi để đợi chút nha. Đi toilet cái nha. Khoan, hai người đi rồi còn chuyện vui à, để ai giải quyết. Thì từ từ, lát người ta đi xong người ta kể cho. Cái gì mà đau bụng mà tát mồ hôi hột luôn. Hai người này thiệt luôn á. Rủ anh nói cái gì chuyện vui mà triển bỏ tôi một mình đây. Kỳ cục. Ôi kỳ quá, tự nhiên mới thấy đi ở đây rồi bây giờ biến ra phía sau như ảo thuật vậy trời. Hay thiệt. Ê, trời. Gì vậy? Bình tĩnh anh. Làm cái gì mà có nóng nè, ngồi nói chuyện cái nè. Nè, cô làm gì vậy? Hello anh đẹp trai trắng trẻo. Hello em da beo. Trời ơi, người gì đâu á mà dễ thương cái đẹp trai mà. Còn thân phức nữa chứ. Chắc ở bển mới về đúng không? Bé mới về. Cái miệng nói chuyện cũng thấy cưng nữa. Cảm ơn. Nè, anh có thích vui không? Vui. Vui thì ai mà không thích. Vậy chứ thích vui chứ đừng có đụng vô tôi. Thích vui. Vậy thì tối nay anh đi nhậu với em nha. Đi nhậu hả? Tôi không thích nhậu. Thích uống trà sữa. Trà sữa ngon. Nếu không thích đi nhậu thì đi kara nha. Đi ca... là đi hát hả? Đúng rồi. Thôi, hát dở lắm, không có thích hát. Vậy anh thích cái gì nè? Hiện tại thì chưa thích gì hết, mà chỉ thích vui thôi. Ê, làm gì vậy? Vậy anh có thích em không? Cái gì? Cô làm gì vậy? Nè. Nè nha, cô vừa phải đó nha. Tự nhiên nãy giờ vô đây tôi không biết cô là ai hết. Còn tự nhiên sợ soạn đùm lắm hết. Tôi có người yêu rồi đó. Lỡ người yêu tôi mà thấy mấy cảnh này á, là người yêu của tôi sẽ không có vui về tôi đâu. Thôi, ở đây đi. Kỳ cục quá. Thiệt luôn hai công kia. Cái anh này. Đủ ở đây nó gặp chuyện vui mà không đấy. Ủa,
Sao tự nhiên có cái điện thoại ở đây vậy ta? Ê! Trời ơi! Sao để điện thoại đâu? Để mất bây giờ? À, nãy tôi để tôi cắm sạc mà quên cắm dây. Trời ơi! Chán ghê! Điện thoại này là của anh hả? Ừ, của tôi. Cắm sạc gì mà trong bụi cỏ vậy? Cái quán này, cái xì tay nó là cắm ổ điện ở trong cái bồn đó đó. Ổ điện trong trọng á. Lần sau cẩn thận nha. Cắm sạc mà để bừa bãi vậy, trộm cướp đi qua thấy nó vớt mất đó. Khổ thiệt. Hai anh em thiện lành. Sao? Kể cho hai anh em thiện lành nghe một chuyện. Hồi kỳ tôi ở bên bển á, cũng có một thằng, nó cũng như bộ nó cắm sạc, rồi nó quay lén tôi. Bây giờ sóng mũi của nó gãy rồi đó. Thôi, hai anh em thiện lành này kỳ ghê. Kêu ra đây có chuyện vui mà thấy không có chuyện gì vui cả. Thôi, đi nha. Anh đi nha, ra bay luôn. Thầy anh hết đó. Để cái điện thoại lộn quá rồi kìa. Cũng tại anh kêu con bé này nó sứng tới quá thì không sấn thì biết chuyện nào mới quay được cái clip đó. Nè, thôi, hai anh đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ tiền của em á, anh nào trả? Đến tiền kìa. Nè, không anh nào trả là tôi xử hai anh luôn á nha. Hai cái thằng quý nè, bày vẽ ăn chi cho nó phức tạp vậy không biết nữa. Đúng là gãy ông đập lưng ông. Giúp nhau lúc